Sương mát các bạn ơi, anh đang sửa soạn gọi khu này qua khu mới, mình xuống mình ngay giải các bạn. Đây, sương mát đang chiếu máy của hai đầu sủ gì nữa nè. Máy này động cơ 105 gì các bạn. Ở đây thì bụi hơi khói gì nó hơi trắng cái này không cảm ha. Động cơ 100 nha nè. Trời chạy à. Thì lúa cũng đứng đứng không các bạn, không có ngã anh em ơi. Vậy rồi khu này không biết khu nào nữa, chút xíu anh quay tiếp cho anh em coi á. Rồi ở đây xin rơi xuống rồi các bạn ơi, cái này đồ sủng lên chạy luôn nha anh em. Nghe đồ khu này chạy dữ lắm luôn các bạn. Xích 100, động cơ 100, thông số IH ha, quá ghê. Ủa đứng luôn các bạn ơi, đứng luôn. Được cái hàm ảnh ben lên nó tự ngắt luôn không Sinh? Tự ngắt luôn, ben lên tự ngắt hạ xuống nó tự chạy luôn nha các bạn. Này chế lại cũng đỉnh lắm à. Hệ thống nó ngẹn nó trả tầng đóng rồi được nữa. Gì à? Ừ. Còn mấy anh kia ngẹn cái là cái như cháy dây á. Mà máy bô nổ quá giòn rồi nè, bô động cơ 100 mà. Dư lực nó giòn nữa. Máy xài dầu rồi. Máy nào mà không xài dầu dây gì nổi. Bởi vì ô dây gì nổi. Sao mà ở dưới tôi chạy thấy lẹ lắm mà sao lên từ giữa đó. Lúc trên này lúc nào cũng vậy chứ nó quê. Thấy nó bay lắm. Thấy có muốn bữa đầu tiên lên chạy nè, nó bay dữ vậy chạy. Thì nó quê. Đây thì cắt rồi xong khuôn các bạn, giờ qua khuôn này xả giạc nha anh em. Thì máy đội sủ này bữa nay anh sủ chạy luôn các bạn ơi, sừng lê xuống rồi anh em. Chưa chấp mới chạy lại các bạn ơi, này qua anh thăm máy lên chạy luôn nha. Con này thì cải tiến rất là hay các bạn ơi, cải tiến hàm tự ngắt luôn nha, bơm số IH xích 100, động cơ 100, hàm nối bằng 95. Gần gần cho anh em coi thì nói chung con này nói chung hậu nay cũng không dài các bạn ơi, con này chạy hậu dài mà đứng xa xa quay tốc độ con này ghê lắm các bạn. Động cơ nó thì dư lực anh em không nghe tiếng bụi tiếng bọng gì đâu, có một nết một chạy hoài anh em ơi. Chùm hải binh luôn các bạn ơi, cái này hai đồ bên em của dân tí miền Tây các bạn. Thì hai anh em chạy một bài một anh em.
thì một nết mái, một con kia thì bên giống như con này cũng xịt 100, nhưng mà con kia thì bơm số khác rồi hà động cơ khác anh em, nói chung cũng nết mái thôi. Cái này hai đầu kia thì mắc ở nhà làm gần này các bạn ơi, cái này làm gần quá đắt. Đây máy của thợ anh em, thì anh em nào muốn biết thì anh em lại coi trực tiếp, thì máy là chạy nhanh không ra lúa luôn nha các bạn, hàm lớn rồi ha. Thì anh em muốn ấy thì nếu mà ra lúa chủ ruộng người ta đuổi rồi, chứ không còn cho chạy đâu, người ta bên được là ta chơi được các bạn ơi, chứ anh em đừng có đổi mà chạy nhanh ra lúa rồi ha, cái đó anh em chưa đủ bản lĩnh. Có hự họ gì luôn anh em, tại con động cơ 100 mà đẩy vô 70 nó dư lực á. Này bơm số IH thì xích thì 100 luôn, hàm 95. Con này nói chung là không còn gì zin hết trơn các bạn ơi. Tùm lum tùm la, cái này hùng nói luôn phải không? Cái hùng nói luôn phải không Sơn? Hùng nói luôn anh em, bởi vì quá trời binh các bạn. Con máy địa phương này thì nói chung này chạy cũng được các bạn. Nói chung con này nhanh hơn zin. Máy địa phương các bạn ơi, máy này thì chạy bánh chín rồi chứ không có lên đồ nhiều ha. Con này lút anh em ơi. Đây anh em thấy không, hàng tự cắt nha nè. Thì con này bên thì nói chung cũng xương xương chút đỉnh đồ thôi. Xích 100 thì mua xích nghĩa địa cộng 500 triệu chị các bạn. Dùng con này xài đồ chế quá trời nhiều anh em ơi. Đồ của thợ thì nói chung mình anh em nào văn thì chắc học lại rồi. Vừa thợ mình đã vừa chị đồng luôn anh em. Con này dằn tạ ghê các bạn, con này dằn tạ nhiều luôn á. Đây đồ sủ các bạn ơi. Đây đây review cho anh em coi đồ sủ bên máy nha. Thì đây xích 100 các bạn. Xích 100 12 lăng giữa, anh chạy 2 lăng lớn nha. Thì bơm số thì IH. Tâm thì chạy tâm 3 giây luôn các bạn ơi. Muli thì chắc cỡ tắc 3 ha anh em. Muli chạy tắc 3. Hàm thì hàm 95 á, gần thì nói chung cái này cái ben này của 100 luôn anh em. Động cơ cũng 100 luôn nha anh em. Cái này hình như chạy bánh 8 nè các bạn, chưa giờ bánh 9 nè. Đồ của ảnh thì đồ binh này, đồ chế anh em biết rồi. Để mình review xương xương cho anh em coi. Gần của ảnh này thì anh cũng làm cho anh em, bác ảnh làm gần cho anh em trên mạng rồi đó. Đây bịch dầu nóc luôn hay gì trời. Dầu nóc luôn anh em. Đây, 70 chạy bơm số IH xích 100 ha. Này. Cái này thì nó hơi xa nè. Cái anh em đổi thường thường gặp ba này là nó anh em tưởng sức xích nhưng mà này không xích, cái này thì nó xa, nó có xa thiệt đó. Xích 100 thì anh em 58 5 tắc 75. Động cơ 100. Rồi quay xương xương cho anh em coi. Rồi xin chào các bạn và mọi người ha. Thì bên mình có nhận là máu yêu cầu cho anh em máy cắt ha, máy cài đồ. Thì nói chung bên nông nghiệp thì máy nào mình cũng làm hết chứ các bạn. Thì anh em nào có heo mà neo đội mà đặt thì liên hệ ha. Thì mình để số Zalo anh em kết bạn, mình gửi mẫu cho anh em coi. Được, có để tên đàng hoàng ha. Thì rất là nhiều mẫu. Thì anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, hoặc là kết bạn Zalo số điện thoại trên màn hình. Rồi chào mọi người ha.